dàn ra thành một hàng ngang hướng về trước khán đài. Như vậy tôi vẫn đang có ba đi thật tốt đấy ạ. Vâng, như vậy là chào các quý vị đại biểu và khán giả nhân dân. Lúc này hai đội đang bắt tay rất là nồng nhiệt để bước vào trận đấu chiều ngày hôm nay. Vâng, như vậy có thể nói lúc này đồng hồ đang điểm là 17 giờ 16 phút. Hai đội bước vào thi đấu. Xoay khẩu hay xoay câu lạc bộ bóng đá Thiếu Niên của Bình Dương gặp câu lạc bộ bóng đá Thiếu Niên của Trung Thôn. Trung Thôn ở phía bên tay trái trước khán đài, Bình Dương ở phía bên tay phải trước khán đài. Hai đội bắt đầu vào thi đấu. Rồi Trung Thôn được thực hiện quả giao bóng. Trung Thôn thực hiện quả giao bóng. Lúc này nó vẫn đang trong chân của các cầu thủ rồi Trung Thôn. Bóng đã ra hết đường bên ra ngoài và rồi Bình Dương thực hiện quả đá biên. Phút sau các cầu thủ đội Trung Thôn đang cắt chân bóng, chuyển rất sâu cho đội đối phương, bước qua được không? Các cầu thủ đã bị phạm lỗi rồi. Các cầu thủ đội Trung Thôn thực hiện quả đá banh này. Lúc này chúng tôi thấy bước sang trận đấu thứ hai ở đội Thiếu Niên thì khán giả diễn sân cũng rất là đông, đang kêu gọi và cổ vũ cho hai đội bóng chiều ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động xã Bắc Lương để đón xem trận đấu thiếu nhi màn đối đầu giữa hai thôn Mỹ Thượng và Trung Thôn trong khuôn khổ giải bóng đá chào mừng Cách mạng tháng 8 Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tranh cúp truyền thống xã Bắc Lương lần thứ nhất năm 2022. Ở trước quý vị trận đấu thì đang là màn đối đầu giữa các cầu thủ thiếu niên. Các cầu thủ Trung Thôn vẫn với trang phục quen thuộc màu cam, quần cam, ra sân với thủ môn Văn Tuấn, số 20 Tùng Dương, số 17 Khắc Hóa, số 9 Văn Dũng, số 6 Bảo Khánh, số 2 Văn Trường, số 10 Trung Kiên. Còn bên kia chiến tuyến các cầu thủ mang trang phục áo trắng quần xanh, đó là cầu thủ Mỹ Thượng, ra sân với thủ môn Đức Hiếu, số 24 Nhật Huy, số 12 Quang Vinh, số 7 Đức Huy, số 11 Xuân Thành, số 28 Quang Vinh. Và cầu thủ cuối cùng đó chính là Đức Dũng mang áo số 9. Đây là pha phất bóng lên của Quang Minh. Trong hiệp một trận đấu thì các cầu thủ Mỹ Thượng sẽ canh giữ khung thành ở bên phải màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Và trận đấu quý vị và các bạn đang theo dõi đang được phát sóng trực tiếp trên các trang Kết Nối Bóng Đá cũng như là fanpage Phủi Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên Facebook có thể chia sẻ trận đấu này đến nhiều con em ở xã Bắc Lương hơn để mọi người không có điều kiện ra sân theo dõi trực tiếp trận đấu có thể theo dõi ở trên livestream. Ở trong trận đấu trước đó cũng là màn đối đầu của hai thôn nhưng với độ tuổi là thanh niên thì các cầu thủ Mỹ Thượng đã có màn lội ngược dòng với một tỷ số không tưởng, đó chính là tỷ số 4-3 trước các cầu thủ Trung Thôn. Nguyên ở trong hiệp 2 của trận đấu trước đó thì đã có tới 6 bàn thắng được ghi với cả hai đội. Một bàn công hiến mãn nhãn dành cho các quý vị khán giả quê nhà. Vừa rồi là một pha treo bóng, tuy nhiên thì bóng đã đập vào cột sau. Thế là một pha ném bóng lên của cho các cầu thủ Trung Thôn. Đá biên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Tiếp tục sẽ là một pha phất bóng vào của cầu thủ Mỹ Thượng. Với cự ly sân bẩy của các cầu thủ thiếu niên thì đã được rút ngắn hơn so với các cầu thủ thanh niên. Bóng vẫn còn trong sân. Đây là một vũng nước khá khó chịu. Xem một đường sút bóng biên của Bắc Hóa. Tuy nhiên thì số 24 Nhật Huy bên phía Mỹ Thượng đã đánh đầu phá bóng. Và các cầu thủ Trung Thôn sẽ được hưởng một pha đá phạt góc đến từ vị trí cánh trái. Ở trong khu vực cấm địa thì đang có hai cầu thủ bên phía các cầu thủ Trung Thôn. Một pha để bóng chui qua hàng. Hình như vẫn còn cơ hội. Cú đi bóng của tiền đạo bên phía cầu thủ Trung Thôn, không phải, đó là các cầu thủ Mỹ Thượng. Tiếp tục sẽ là một pha đá biên nữa dành cho cầu thủ Mỹ Thượng. Chiếc bóng hiện tại đang là Bảo Khánh. Sẽ là một pha treo bóng vào của Bảo Khánh. Ở trong hiện tại đang có 4 cái bóng áo trắng Bảo Khánh. Tuy nhiên thì pha tạt bóng vừa rồi đã đưa bóng đi hết đường biên ngang. Phát bóng lên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Rất là léo. Tuy nhiên không thể vượt qua được hai cầu thủ. Và quyền đá biên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Lại một pha treo bóng nữa đến sát vị trí khung thành. Tuy nhiên thì bóng cũng đi hết đường biên ngang. Pha ném bóng lên rất mạnh. Bóng rất lăn léo. Đá phạt lên. Không, đó là một pha phát bóng lên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Bóng vẫn còn. Pha xử lý bóng tốt. Không được, khá nguy hiểm. Cú nỗ lực dứt điểm. Sẽ có một tình huống đá phạt góc sau pha nỗ lực dứt điểm của Nhật Huy. Không phải, đó là Đức Huy. Trong đội hình thi đấu của các cầu thủ Mỹ Thượng hiện tại đang có hai cầu thủ tên Huy, đó là Nhật Huy và Đức Huy. Vâng, như vậy là đã có một tình huống xô xát ở trong khu vực vòng cấm địa. Trọng tài đã nhắc nhở của cầu thủ hai đội. Pha treo bóng vào khá khó chịu. Tuy nhiên bóng không thể vượt qua được trung vệ vừa có một chiều cao cao nhất trên sân hiện tại của các cầu thủ Trung Thôn. Vẫn là các cầu thủ Trung Thôn, cú dứt điểm. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Đức Hiếu. Một pha phát bóng lên dành cho vị trí của Đức Huy. Không phải, đó là Đức Duy. Phạm lỗi rồi. Sẽ là một pha đá phạt lên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Người có thể lực và thể hình rất tốt ở trên sân của các cầu thủ Trung Thôn đó chính là Bảo Khánh. Cầu thủ ma áo số 6 đang thi đấu ở vị trí trung tâm của các cầu thủ Trung Thôn. Còn đây là đội trưởng của các cầu thủ Mỹ Thượng, rất lăn léo. Che chắn thốt. Xoay sở rất khéo của Bảo Khánh. Đang chờ đồng đội. Cú dứt điểm từ xa của Bảo Khánh. Tuy nhiên thì bóng đã đi thẳng vào vị trí của Đức Hiếu. Còn đây cơ hội của các cầu thủ Mỹ Thượng. Phá bóng lên rất mạnh. Tuy nhiên thì bóng lại đang nằm ở vũng nước. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Khá nguy hiểm. Có một tình huống đi bóng dài rất lắt léo, đã vượt qua được một cầu thủ bên phía Trung Thôn. Pha dốc biệt, cú dứt điểm của Đức Duy. Cú dứt điểm bằng chân trái thì đã đưa bóng đi chệch khung thành của thủ môn Văn Tuấn. Pha phát bóng lên của thủ thành Văn Tuấn bên phía cầu thủ Trung Thôn. Trận đấu của các cầu thủ thiếu niên đang được nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các quý vị khán giả. Hiện tại đang có mặt tại sân bóng xã Bắc Lương. Một tình huống đá phạt từ vị trí giữa sân của các cầu thủ Mỹ Thượng. Như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt có chờ còi. Cú sút của Xuân Thành khá khó chịu. Đây là một cú đá bồi. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Như người ghi bàn vừa rồi, đó là ai? Hiện tại tôi vẫn chưa nhìn thấy số áo của anh. Đó là cầu thủ mang áo số 12 Quang Vinh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha quay chậm. Như vậy là bóng đã chạm vào tay của thủ môn Văn Tuấn trước khi đi vào trong lưới. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một góc quay nữa. Vâng, cú sút rất căng, khiến cho thủ môn Văn Tuấn không thể cản phá nổi. Và đây lại một tình huống nữa, sút điểm từ xa. Tuy nhiên thì cú sút của Đức Huy đã đưa bóng đi vọt sang ngang. Như vậy là các cầu thủ Mỹ Thượng họ đã có được lợi thế. Quang Vinh đã là người điền tên mình lên bảng tỷ số. Thi đấu trên hàng công của các cầu thủ Mỹ Thượng, đó là vị trí của Quang Vinh và Đức Huy. Đức Huy cũng đã tung ra ít nhất là 3 cú sút tính từ thời điểm bắt đầu trận đấu đến giờ. 2 mũi công rất hiệu quả của các cầu thủ Mỹ Thượng. Đức Huy đang theo rất sát. Cú dứt điểm nữa từ xa. Đó là pha ra chân của đội trưởng Xuân Thành. Tuy nhiên thì bóng đã đi vót ra khỏi khu vực sân bóng đá Bắc Lương. Giải đấu của chúng ta hiện tại đang được tài trợ bởi câu lạc bộ bóng đá Bắc Lương tại thành phố Hồ Chí Minh, Gala ô tô Anh Linh và nhà hàng Lam Kinh 1. Trong đó thì nhà hàng Lam Kinh 1 là đơn vị tài trợ phát sóng các trận đấu. Và 2 trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn đây là một cơ hội dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Bóng vẫn còn. Đây là Đức Huy, không phải Đức Duy. Xuân Thành. Một pha kê chân của Bảo Khánh đối với Xuân Thành. Và các cầu thủ Mỹ Thượng sẽ được hưởng một quả đá phạt với cự ly tương tự như tình huống ghi bàn trước đó. Và người thực hiện tiếp tục là Xuân Thành. Và ở trong khung thành của thủ môn Văn Tuấn lại vẫn có 3 cầu thủ. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 2 dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Và người lập công lần này đó chính là Xuân Thành. Một pha đá phạt rất khó chịu khiến cho hàng thủ của các cầu thủ Trung Thôn lúng túng. Và dường như bóng đã chạm vào chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Trung Thôn trước khi đi vào lưới. Đây là một góc cận hơn. Vâng, đã có một pha chạm Bóng làm đổi hướng khiến cho thủ thành Văn Tuấn phải chột chân. Rất nhanh, chỉ sau 5 phút thôi thì các cầu thủ Mỹ Thượng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0. Tuy nhiên thì các cầu thủ Trung Thôn vẫn còn rất nhiều những cơ hội, vẫn còn rất nhiều thời gian ở trong hiệp 1 cũng như là cả trận đấu để họ có thể sửa sai. Và đây là một tình huống như vậy, bóng liên tiếp được tìm đến vị trí của Bảo Khánh. Đây là một vị trí trung phong của các cầu thủ Trung Thôn. Bảo Khánh với thể lực đang tốt nhất trên sân. Bóng liên tiếp được tìm đến vị trí của anh mỗi khi các cầu thủ Trung Thôn có bóng. Và đây sẽ là một pha treo bóng vào. Không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Đức Hiếu. Cú đá lên rất mạnh của Đức Hiếu. Cú đánh đầu phá bóng của Trung Kiên. Và các cầu thủ Mỹ Thượng sẽ được hưởng một pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Người thực hiện sẽ là Đức Duy. Đức Duy treo bóng vào. Bóng không thể vượt qua được hàng thủ các cầu thủ Trung Thôn. Và đây sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Tuy nhiên tốc độ không tốt. Lại có một pha lúng túng ở trong khâu dứt điểm. Một pha phối hợp không hiểu ý giữa hai cầu thủ bên phía Trung Thôn. Nhưng vẫn còn cơ hội. Không được rồi, hơi chậm. Một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Chuyền đi, không được rồi. Một pha chuyền chọc khe cho đồng đội bên phía cánh phải. Tuy nhiên không thể qua được các vị trí trung vệ bên phía các cầu thủ Trung Thôn. Đá biên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Lại phát bóng lên. Sân rất trơn. Là một tình huống lật bật của cầu thủ mang áo số 66. Đã có một pha phạm lỗi từ phía sau. Như vậy là sẽ có một pha thực hiện đá phạt lại khi chưa có hiệu lệnh của trọng tài. Đến trước bóng hiện tại đang là Bảo Khánh. Một pha đưa bóng vào của Bảo Khánh. Không được rồi. Vâng, như vậy là trọng tài đã cho tạm dừng trận đấu bởi vì đang có một cầu thủ bên phía Trung Thôn đang bị đau. Đó là đội trưởng của các cầu thủ Trung Thôn, Khắc Hóa. Và như vậy sẽ có một tình huống trả bóng fair play. Đưa bóng đi hơi dài. Tuy nhiên vẫn còn Khắc Hóa. Cú dứt điểm của Khắc Hóa. Tuy nhiên thì bóng đã đi trúng vào cột sau. Và pha ra chân phải rất tốt của Khắc Hóa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Anh khống chế một chạm và sau đó tung ra cú dứt điểm. Là một cự ly cũng khá xa. Phát bóng lên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Đây là Quang Minh. Đường chuyền bóng tốt, không tốt của Quang Minh. Đã vào thẳng chân Khắc Hóa. Đá biên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Chiếc bóng hiện tại đang là Văn Thường. Và treo bóng của Văn Thường khá khó chịu, rất lắt léo. Bóng được đưa lên phía trên. Bóng ra hết đường biên dọc ra ngoài. Đội Trung Thôn thực hiện quả đá biên. Bảo Khánh rất lắt léo. Đây sẽ là một pha đá bóng qua trục Trúc Thôn, cú ra chân của Bảo Khánh, tuy nhiên thì anh đang bị theo kẹp rất sát. Đá biên dành cho các đội Trung Thôn. Bóng được trả về cho vị trí của trung vệ của các đội Trung Thôn. Được đưa bóng vào vị trí của Khúc Thành, không được. Vẫn là Bảo Khánh, pha phá bóng rất mạnh. Đó là vị trí của Đức Duy. Tiếp theo sẽ là một pha treo bóng vào của các cầu thủ Trung Thôn. Pha bóng lên rất mạnh đến từ vị trí của Đức Duy. Phát bóng lên của các cầu thủ Trung Thôn. Tốc độ rất tốt của Bảo Khánh, không được. Bóng đi hết đường biên. Và phát bóng lên lại dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Pha này bóng lên rất mạnh của thủ thành Văn Tuấn. Không phải, đó là thủ thành Đức Hiếu. Văn Tuấn là thủ thành bên phía Trung Thôn. Như vậy là bóng lại đi hết đường biên và Trung Thôn lại được thực hiện quả đá biên. Khắc Hóa, bóng tìm đến vị trí của Khắc Hóa. Lại là Khắc Hóa. Một cú ra chân bằng chân phải. Dường như đã có một pha để bóng chạm tay. Rất may cho các cầu thủ Mỹ Thượng là tình huống bóng này dường như đang là ở ngoài vòng cấm. Và sẽ có một pha đá phạt ở cự ly rất gần so với khung thành của thủ môn Đức Hiếu. Và đứng trước bóng hiện tại vẫn là cầu thủ duy nhất có thể hình nổi trội ở trên sân, đó chính là Bảo Khánh. Cầu thủ của Mỹ Thượng họ đang có 4 cầu thủ ở vị trí hàng rào. Sẽ 5 cầu thủ. Bảo Khánh cú sút thẳng, tuy nhiên thì bóng không thể vượt qua được hàng rào của các cầu thủ Mỹ Thượng. Và đây sẽ là đường bóng phản công rất cố gắng của Đức Duy. Tuy nhiên thì đây sẽ là một đường bóng lên bóng nữa của các cầu thủ Trung Thôn. Khắc Hóa dứt điểm đấy, không thể vượt qua được đôi tay của thủ thành Đức Hiếu. Vừa rồi là một cú dứt điểm khá tốt của Khắc Hóa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú sút bằng má ngoài của Khắc Hóa. Bóng đi khá cuộn. Tuy nhiên thì thủ thành Đức Hiếu vẫn đang làm chủ được tình hình. Đá phạt góc dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Treo bóng vào, khá nguy hiểm. Rất khỏe. Là một đường cao bóng vào, dứt điểm đi. Cú sút rút của Khắc Hóa. Bóng vẫn còn trong sân. Đá biên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Xem một pha phất bóng lên của Quang Minh. Dường như là bóng đã đi trúng mặt của một cầu thủ bên phía Trung Thôn. đội về đường thực hiện quả đá biên. Như vậy là sẽ có một pha đá phạt lên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Những chiếc bóng hiện tại đây là Khắc Hóa. Bóng không thể vượt qua đầu Đức Duy. Cú dứt điểm từ xa khá khó chịu. Vừa rồi một pha bắt bóng lật bật của thủ thành Đức Hiếu. Tuy nhiên anh đã bằng rất nhanh ra để đưa bóng ra đường biên. Một cú sút từ rất xa của Bảo Khánh đã tạo nên một cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Và tiếp theo sẽ là một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Văn Thường không được rồi. Pha đưa bóng vào Văn Thường là hơi non. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên. Chiếc bóng này đang là Khắc Hóa. Khắc Hóa. Cú treo bóng của Khắc Hóa, tuy nhiên thì bóng đã đi lệch so với vị trí của khung thành của thủ môn Đức Hiếu. Pha ném bóng lên của Đức Hiếu, bóng đi đúng vị trí của Xuân Thành. Còn đây là Đức Duy, căng bóng vào của Đức Duy. Pha căng bóng là hơi mạnh. Bóng vẫn còn được sân. Thi đấu rất năng nổ của Văn Dũng, trung vệ nhỏ con bên phía các cầu thủ Trung Thôn. Đá biên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Và đây sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Một pha phản công. Bảo Khánh, đi bóng rất tốt của Bảo Khánh. Tuy nhiên vừa rồi thì hàng thủ bên phía các cầu thủ Mỹ Thượng đã pha bóng đi hết đường biên và các cầu thủ Trung Thôn chỉ có một pha đá biên mà thôi. Tiếp tục sẽ là một tình huống nữa, treo bóng vào khá nguy hiểm. Như vậy là trung vệ bên phía cầu thủ Mỹ Thượng đã phá bóng đi hết đường biên ngang. Xin một quả đá phạt góc. Đây là Khắc Hóa. Cú treo bóng khá khó chịu của Khắc Hóa. Bóng được đi về vị trí của Bảo Khánh. Xử lý bóng rất kỹ thuật đến từ vị trí của Bảo Khánh. Lại là cú dứt điểm từ giữa sân. Tuy nhiên thì bóng đã đi chệch cột dọc của thủ thành Đức Hiếu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha quay chậm. Cú dứt điểm từ vị trí rất xa, từ giữa sân. Và vừa rồi thì Đức Hiếu cũng đã làm chủ được tình hình. Quang Minh. Treo bóng lên của Quang Minh. Xuân Thường, đó là Xuân Thành. Đây là cơ hội nữa dành cho cầu thủ Ba không. Rất nhanh đã có bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng từ một pha phản công. Và người ghi bàn đó dường như lại là vị trí của Quang Vinh. Vâng, chính xác, đó chính là Quang Vinh, cú đúp của Quang Vinh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp nhận bóng và xử lý rất kỹ thuật, đánh bại thủ thành Văn Tuấn. Và như vậy là cả hai đội sẽ có thời gian để tiếp nước giữa hiệp đấu. Các cầu thủ Mỹ Thượng họ đang dẫn trước với 3 bàn thắng. Đây là một khoảng cách khá an toàn. Tuy nhiên vẫn còn cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Thôn, bởi vì thời gian thi đấu của trận đấu còn rất nhiều. Còn cả một hiệp 2 ở trước mắt. Trận đấu quý vị và các bạn đang xem hiện tại đang được phát trực tiếp với sự tài trợ của nhà hàng Lam Kinh 1 trên các fanpage Kết Nối Bóng Đá, fanpage Phủi Thanh Hóa. Và xin mời quý vị và các bạn đang theo dõi trên Facebook có thể chia sẻ trận đấu này đến được nhiều khán giả hơn để quảng bá hình ảnh quê nhà xã Bắc Lương về phong trào thể thao. Quay trở lại trận đấu thì đây sẽ là một đường bóng phản công của các cầu thủ Mỹ Thượng, rất lắt léo, và chuyển bóng cho một cầu thủ số 9. Không được rồi. Vâng, đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi hồi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa các cầu thủ Mỹ Thượng và các cầu thủ Trung Thôn. Kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ Mỹ Thượng đang tạm dẫn trước với tỷ số là 3-0 với cú đúp của Quang Vinh và một pha lập công như là của Đức Duy. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tạm nghỉ trong vòng ít phút trước khi hiệp 2 trận đấu được bắt đầu. Ôi sải ai. Chạy ô rồi anh Cường. Người ta. Khi anh bắt đầu. Việc này là Thôn đang điều chỉnh lại. Tập trung nào. Là Nhật Anh mang số 23 vào sân, ra sân là Văn Tuấn của Thôn Trung Thôn. Văn Tuấn trước lên ạ. Nếu chúng ta không thắng trận đấu này Xin chào quý vị và các bạn, cùng quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa các cầu thủ Mỹ Thượng và các cầu thủ Trung Thôn. Kết thúc hiệp 1 trận đấu thì các cầu thủ Mỹ Thượng đang tạm dẫn trước với 3 bàn thắng, với pha lập công của Cú Đúc của Quang Vinh và một bàn thắng của Đức Duy. Và ở trong hiệp 2 này thì các cầu thủ Mỹ Thượng sẽ là người bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Cú sút từ xa khá nguy hiểm, đó là pha ra chân của Đức Duy. Một cú sút bóng đi có lực và có độ cuộn. Tuy nhiên rất tiếc là bóng đã đi vọt sang ngang của thủ thành Văn Tuấn. Tiếp tục là Đức Duy, rất lắt léo. Những pha đi bóng của Đức Duy rất khó chịu. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Và quyền phát bóng lên dành cho thủ thành Đức Hiếu. Và trong hiệp 1 trận đấu thì các cầu thủ Trung Thôn cũng đã có những cơ hội khá nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đức Hiếu. Tuy nhiên thì họ đang thiếu một chút may mắn, vẫn chưa có bàn thắng. Và trong hiệp 2 này họ cần phải nỗ lực nhiều hơn. Lỗi rồi. Đó là pha phạm lỗi từ phía sau. Phạm lỗi đó chính là Bảo Khánh. Pha đá phạt dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng ở bên phía cánh trái với cự ly khoảng 15 m. Đây sẽ là một pha treo bóng của Xuân Thành. Cú sút của Xuân Thành, đó là cú sút thẳng. Tính đến thời điểm này vẫn chưa có một sự thay đổi đội hình nào của cả hai đội. Đây là một pha băng ra phá bóng của thủ thành Đức Huy. Pha băng ra khá xa của Đức Huy. Treo bóng vào. Khá khó chịu. Dứt điểm không được. Cú dứt điểm đó là một pha ra chân của Trung Kiên. Tuy nhiên thì bóng đã đi ra ngoài mất rồi. Cú đá bồi vừa rồi của Trung Kiên. Nếu cự ly khá gần. Tuy nhiên bóng đi khá khó chịu, khiến cho pha dứt điểm không được chính xác. Và đây là đường lên bóng của Quang Vinh. Cầu thủ đã có cú đúp trong hiệp 1. Không được. Bóng không thể vượt qua được Ngọc Tuấn. Là Mỹ Thượng. Đức Huy, ngoài Đức Duy. Đây là một cú dứt điểm. Pha ra chân của Quang Vinh đã đem về một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Trong vòng cấm thì đang có 3 cầu thủ Mỹ Thượng với Xuân Thành với lợi thế về chiều cao. Đây sẽ là một cú treo bóng. Không được rồi. pha treo bóng, bóng đi quá sâu. Sẽ là một pha đá phát bóng lên của thủ môn Văn Tuấn. Đó là những pha tình huống phối hợp ở khu vực sân nhà. Chuyền bóng lên, pha bóng rất mạnh, tuy nhiên thì bóng lại không đi theo đúng như ý muốn. Bóng đang nằm trong khu vực của Vũng Đức. Bóng đã đi hết đường biên, đá biên dành cho các cầu thủ Mỹ Thụy. Phất bóng lên, trúng kiệt. Không phải, đó là của Quang Vinh. Một đường phát triển bóng tấn công của các cầu thủ Trung Thôn, không được. Cú dứt điểm từ xa, bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Đức Hiếu. Đây là một pha phát bóng lên của thủ môn Đức Hiếu, nhưng bóng đã đi quá sâu. Ở trong trận đấu trước của các cầu thủ Mỹ Thượng, đó là một cú dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ tư, và người lập công vừa rồi đó chính là Xuân Thành, đội trưởng của các cầu thủ Mỹ Thượng. Tỷ số đã là 4-0 rồi. Một cú sút không thể cản phá và úp bù bằng chân phải khiến cho thủ thành Văn Tuấn phải bó tay. 4-0. Một lợi thế rất lớn đang được tạo ra bởi các cầu thủ Mỹ Thượng. Ở trong trận đấu trước đó thì các cầu thủ thanh niên của Mỹ Thượng cũng đã giành chiến thắng. Một chiến thắng có thể nói là ngoạn mục. Một pha lội ngược dòng với tỷ số 4-3 trước các cầu thủ thanh niên Trung Thôn. Và rất có thể trong trận đấu thứ hai này, chiến thắng sẽ lại dành về cho các cầu thủ Thôn Mỹ Thượng, khi họ đã có lợi thế là 4 bàn thắng. Đó là một pha phối hợp đá phạt khá là bật, tuy nhiên bóng này nằm gọn trong tay của thủ thành Đức Hiếu. Pha phát bóng lên rất mạnh của Đức Hiếu. Quang Vinh sẽ là người thực hiện pha đá biên này dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Tiếp tục là một pha treo bóng vào, đánh đầu ngược. Pha bóng vào đánh đầu đó chính là Đức Duy. Tình huống phối hợp rất bài bản. Và đây lại là cơ hội nữa dành cho Xuân Thành, cố dứt điểm nữa. Nhưng lần này thì thủ thành Văn Tuấn đã có dịp sửa sai. Một pha phát bóng lên khá khó hiểu của Văn Tuấn. Bóng đến vị trí của Xuân Thành. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì Văn Tuấn đã kịp sửa sai cho những lỗi lầm của mình. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 5. Và cái tên được réo lên đó chính là Xuân Thành. Tỷ số đã là 5-0 rồi. Một pha bật cao đánh đầu không thể cản phá của Xuân Thành. Với lợi thế là chiều cao, với lợi thế là sức bật, Xuân Thành đã bật cao hơn hẳn so với hàng thủ của các cầu thủ Trung Thôn và đánh bại hoàn toàn thủ thành Văn Tuấn. Và như vậy là bên phía Trung Thôn đã có sự thay đổi về lực lượng. Họ đã cần phải bổ sung các vị trí để lấy lại thế trận trong hiệp 2 này. Và như vậy là bên phía các cầu thủ Mỹ Thượng cũng đã có sự thay đổi người. Quang Minh sẽ được rút ra nghỉ. vẫn còn. Vậy là một pha đá biên lên dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Tiếp tục là một sự thay đổi người nữa của FC Mỹ Thượng. Cầu thủ mang số áo 22 Đức Khánh đã được tung vào sân. Một cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Tuy nhiên pha đánh đầu lại đưa bóng đi vọt xa ngang của Trung Kiên. Pha ném bóng lên rất mạnh của thủ thành Đức Hiếu. Thành Đức Hiếu hiện tại vẫn đang thi đấu rất tập trung. Lại là một tình huống đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Ở phía trong lại là sự xuất hiện của Xuân Thành. Bóng tìm đến vị trí của Xuân Thành. Không được rồi. Tốc độ rất tốt của Xuân Thành. Cú dứt điểm. Tuy nhiên lần này thì với sự theo sát của Ngọc Tuấn thì Xuân Thành đã có một pha dứt điểm không chính xác. Đây là Bảo Khánh bên phía Mỹ Thượng sau khi được tung vào sân sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Lại là Xuân Thành. Bóng đã đi hết đường biên. Và quyền đá biên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Không phải, đó là cầu thủ Mỹ Thượng. Đức Khánh. Tiếp tục là một pha đá biên nữa của Đức Khánh. Trả bóng về. Đây là Khắc Hóa. Chạm bóng hơi mạnh của cầu thủ số 7. Đây là một cầu thủ mới được bổ sung vào trong hiệp 2 của các cầu thủ Trung Thôn. Trận đấu quý vị và các bạn đang xem hiện tại đang được phát trực tiếp và chụp hình dưới sự tài trợ của nhà hàng Lam Kinh 1, một trong những đơn vị tài trợ chính của giải. Còn đây là cơ hội của cầu thủ Mỹ Đức. Không phải, đó là cầu thủ Mỹ Thượng. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi thì đã đưa bóng đi hết đường biên. Bảo Khánh. Bảo Khánh hiện tại đang... Đây là một cơ hội dành cho cầu thủ Trung Thôn. Bóng đang xèo lên rất khó chịu. Đã còn lỗi. Như vậy là sẽ có một pha đá phạt dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Người đang bị đau nằm trên sân đó chính là Khắc Hóa, đội trưởng của các cầu thủ Trung Thôn. Vâng, như vậy là trọng tài đã xác định là có một tình huống penalty dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Đứng chơi bóng hiện tại đã là Bảo Khánh. Và đối mặt với anh, đó là thủ thành Đức Hiếu. Cú sút của Bảo Khánh không thể cản phá. Tuy nhiên thì dường như chưa có tín hiệu của trọng tài, cho nên bàn thắng không được công nhận và Bảo Khánh sẽ phải thực hiện lại. Lại là một pha đối mặt nữa của Bảo Khánh và Đức Hiếu. Bảo Khánh vẫn là một cú sút không thể cản phá và tỷ số đã được rút ngắn xuống thành 1-5. Người lập công đầu tiên bên phía cầu thủ Trung Thôn đó chính là Bảo Khánh. Mọi người đã có rất nhiều những tình huống thi đấu hay ở trên sân. Đây là Đức Duy. Cú sút thẳng của Đức Duy đã đem lại một pha đá phạt góc dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Đức Duy cũng đã có một cú đúp ở trong hiệp 1. Và Xuân Thành là người đã ghi được 3 bàn thắng trong hiệp 2 này. Đây là cú phá bóng của Xuân Thành. Vâng, như vậy là đã có một chút trục trặc về điện với bình luận viên của thôn. Không khí ở trên sân hiện tại vẫn đang rất vui vẻ và cuồng nhiệt ở bên ngoài đường biên. Đây là một cơ hội lên bóng của các cầu thủ Mỹ Đức. Không phải, đó là cầu thủ Mỹ Thượng. Đầu phá bóng rất khéo. Đây là một tình huống phối hợp rất tốt. Tuy nhiên thì pha khống chế cuối cùng của cầu thủ số 7 bên phía Trung Thôn lại đưa bóng đi hết đường biên ngang. Và đá phát và một pha phát bóng lên sẽ dành cho Đức Hiếu. Ném bóng được tìm đến cho vị trí không được rồi. Rất nỗ lực. Và cầu thủ Mỹ Thượng tiếp tục sẽ được hưởng một pha đá biên ở bên phía cánh phải. Như vậy là bên phía Trung Thôn sẽ có sự thay đổi người. Ở vị trí đội trưởng, Khắc Hóa sẽ được rút ra nghỉ và thay vào đó sẽ là một cầu thủ mang áo số 19. Pha treo bóng vào. Bóng đến đúng vị trí của thủ thành Văn Tuấn. Đây là cơ hội. Bóng không thể vượt qua được trung vệ Nhật Huy. Pha đánh đầu. Cú đánh đầu của Trung Kiệt. Pha bóng lên rất mạnh của thủ thành Đức Hiếu. Tuy nhiên thì bóng đã đi hết đường biên ngang. Phát bóng lên dành cho các đội Trung Thôn. Bóng vẫn còn trong sân. Xử lý bóng rất tốt của Ngọc Tuấn. Không được rồi. Bóng không thể vượt qua được vị trí của Xuân Thành. Như vậy là lại có sự thay đổi về nhân sự của các cầu thủ Mỹ Thượng. Như vậy là Đức Dung sẽ được rút ra nghỉ. Văn Hải sẽ là người được tung vào sân và thi đấu ở vị trí hàng công. Đây là một cơ hội dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Ngọc Tuấn, rất nỗ lực của Ngọc Tuấn. Tuy nhiên thì không có đồng đội nào hỗ trợ anh trong tình huống vừa rồi. Bảo Khánh rất lấn léo. Sẽ là một pha tình huống lên bóng của Bảo Khánh. Cú dứt điểm từ xa. Bóng không thể đi đến được với khung thành của các cầu thủ Mỹ Thượng. Rồi là một pha cản phá của thủ thành Đức Hiếu. Và các cầu thủ Trung Thôn sẽ có một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Người thực hiện sẽ là Trung Kiên. Ở phía trong đang là sự xuất hiện của Bảo Khánh, của Ngọc Tuấn. Vẫn là một pha bằng ra hợp lý của thủ thành Đức Hiếu. Phát lên của Đức Hiếu rất khéo, cầu thủ mới được tung vào sân. Tuy nhiên thì pha xoay sở vừa rồi bóng đã đi hết đường bên Nga và các cầu thủ Mỹ Thượng sẽ được hưởng một pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải, xin lỗi đó là cánh trái. Sẽ là một tình huống treo bóng vào nữa của các cầu thủ Mỹ Thượng. Khá nguy hiểm. Và pha bóng lật bật đến từ vị trí của Bảo Khánh. Tiếp tục một tình huống đá phạt nữa dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Trận đấu đã đi đến những giây phút cuối rồi. Khá nguy hiểm. Bóng đang trao đảo trước khung thành của thủ môn Văn Tuấn. Và Bảo Khánh đã là người phá bóng an toàn. Tiếp theo sẽ là một pha đá biên nữa dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Lại là một pha treo bóng bổng vào nữa. Tuy nhiên lần này thì bóng đã đi hơi sâu và đi hết đường biên ngang. Giải bóng đá của chúng ta đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà tài trợ. Trong đó có câu lạc bộ bóng đá xã Bắc Lương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một câu lạc bộ bóng đá hội đồng hương rất mạnh ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và Gala ô tô Anh Linh cũng như là nhà hàng Lam Kinh 1 là những đơn vị đồng hành cùng giải đấu. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều những tấm lòng hảo tâm của các người dân hiện tại đang sinh sống tại xã Bắc Lương. Chính vì vậy mà các cầu thủ thi đấu ở trên sân họ đang được ủng hộ và tiếp thêm những động lực để thi đấu cống hiến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp cho giải đấu. Rồi là nỗ lực cứu bóng của cầu thủ số 99, tuy nhiên đã không thành công và sẽ có một pha phát bóng lên. Đó là một pha đá biên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Cơ hội. Tuy nhiên thì pha ra chân của Trung Kiên thì bóng lại vẫn đi vọt sang ngang. Trung Kiên đã có cho mình 3 cơ hội rồi. Tuy nhiên những pha dứt điểm vào những thế khó khiến cho anh chưa có thể đem lại bàn thắng được cho các cầu thủ FC Trung Thôn. Như vậy là thôn Mỹ Thượng tiếp tục có sự thay đổi người. Họ đang tung những cầu thủ dự bị vào sân để giữ thể lực dành cho những cầu thủ chính. Vâng, một cầu thủ mới được tung vào sân với thể hình rất nhỏ con. Chúng ta sẽ cùng xem màn thể hiện của cầu thủ này như thế nào. Chúng ta có thể thấy được cầu thủ mới được tung vào sân khi đứng với Bảo Khánh thì chiều cao của anh ấy chỉ bằng 1/2 so với Bảo Khánh thôi. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ xem những pha xử lý bóng của anh ấy sẽ như thế nào. Nó có thể nhỏ nhưng mà sẽ lại có võ. Và đá biên dành cho cầu thủ Trung Thôn. Cú sút điểm không được. Nỗ lực dứt điểm của Bảo Khánh nhưng không thành công. Mỗi khi Bảo Khánh có bóng thì có ít nhất 2 cầu thủ bên phía Mỹ Thượng theo kèm rất sát, thế cho anh không thể tung ra được những cú dứt điểm như ý. Và đây sẽ là một pha đá biên nữa. Bóng được treo thẳng đến vị trí khung thành của thủ môn Đức Hiếu. Một cơ hội của Đức Hiếu. Đức Hiếu băng ra pha bóng và đá biên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Ở bên phía trên Vâng, như vậy là bên phía Mỹ Thượng lại có sự thay đổi người. Và người được rút ra nghỉ đó là Nhật Huy. Và tung vào sân lại là một cầu thủ nhỏ con nữa. Đó chính là Bảo An, cầu thủ mang áo số 31. Một cú phát lồng lên của Đức Hiếu dành cho cầu thủ nhỏ con nhất ở trên sân mang biển số 21. Tuy nhiên thì trái bóng đi hơi mạnh. Các quý vị khán giả ở bên ngoài sân đang rất ủng hộ cho cầu thủ số 21 và cầu thủ số 31, hai cầu thủ nhỏ con nhất ở trên sân. Đây là những mầm non, những tương lai của bóng đá Bắc Sơn trong những năm tới. Bảo Khánh đi bóng rất lắt léo. Anh đã đi qua được 3 cầu thủ, tuy nhiên cái chốt chặn cuối cùng đó là Xuân Thành thì anh đã phải dừng lại. Nỗ lực đi bóng vừa rồi của Bảo Khánh sẽ đem về một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Ở trên phía hàng công thì Messi, cầu thủ nhỏ con của các cầu thủ Mỹ Thượng, vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Và đây sẽ là một cơ hội của Đức Hiếu. Không được rồi, Đức Hiếu lại đang cho bóng chậm rãi lại. Bóng lại tìm đến vị trí của cầu thủ số 21 Messi của các cầu thủ Mỹ Thượng. Tuy nhiên thì pha đánh đầu của anh thì bóng vào đầu nó không liên quan gì đến nhau. Lại là nỗ lực đi bóng của cầu thủ Trung Thôn. Đá biên dành cho các cầu thủ Trung Thôn. Sẽ là một pha treo bóng nữa. Ở bên trong gần phía khung thành của thủ môn Đức Hiếu đang có 4 cầu thủ có thể hình rất tốt của Trung Thôn. Còn đây là cơ hội của Messi, Mỹ Thượng, cố lên, không được rồi. Rất nỗ lực theo bóng, tuy nhiên thì bóng nó cứ đi đâu ấy. Tiếp theo sẽ là một pha bóng lên nữa dành cho các cầu thủ Mỹ Thượng. Bóng lại tìm đến vị trí của số 21. Tuy nhiên thì các anh lớn ở tuyến phòng ngự đang chuyển những quả bóng hơi khó dành cho số 21. Đây là cú chuyền bóng đầu tiên, chạm bóng đầu tiên của số 21. Và đó là một pha chuyền bóng chính xác. Khống chế bóng rất tốt, rất hay. Một pha phối hợp giữa Đức Huy và số 21. Chuyền bóng cho 21 đi. Không được rồi. Đây là một pha phản công của các cầu thủ Trung Thôn. Bảo Khánh cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên thì pha ra chân thì bóng đi rất có lực. Nhưng mà lực đó là lực vọt xa rồi. Chúng ta có thể thấy mỗi khi số 21 bên phía cầu thủ Mỹ Thượng có bóng thì các quý vị khán giả ở ngoài đường vít cổ vũ rất nhiệt tình. Tiếp tục là Messi của Mỹ Thượng. Phối hợp rất hay, 1-2. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Trung Thôn. Chúng ta có thể thấy máy chạy Đức Huy của cầu thủ Mỹ Thượng hoạt động rộng như thế nào. Như vậy là sẽ có tình huống đá biên dành cho cầu thủ Mỹ Thượng. Ngoài Messi mang áo số 21 của Mỹ Thượng thì một cầu thủ mới được tung vào sân. Đó là cầu thủ số 31 ở bên phía cánh phải cũng chưa được chạm bóng. Vậy là các anh lớn ở tuyến phòng ngự hãy mau nhồi bóng cho cầu thủ số 31 đi. Tuy các em nhỏ con nhưng khi được thi đấu ở trong những trận đấu lớn như thế này thì sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để dành cho sau này. Đây là một cơ hội dành cho các cầu thủ nhỏ con của Mỹ Thượng. Số 31 không được rồi. Và sẽ có một tình huống đá phạt góc. Rất có thể đây sẽ là một pha tung người ngả bàn đèn của số 21 Messi Mỹ Thượng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Người tạt bóng lần này sẽ là 31. Đây sẽ là pha chạm bóng đầu tiên của anh. Một cú treo bóng vào. Tuy nhiên thì bóng lại đi đằng sau gôn mất rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ Mỹ Thượng và các cầu thủ Trung Thôn. Trong lứa tuổi thiếu niên thì các cầu thủ Mỹ Thượng đã giành chiến thắng quá thuyết phục với tỷ số là 5-1 với những pha lập công của Quang Vinh và Xuân Thành. Và xin được cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã có mặt ở trên sân và các quý vị khán giả đang theo dõi trên luồng live trực tiếp. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu ở những vòng đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải bóng đá mừng Đảng mừng Xuân, xin lỗi, chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 12 tháng 9 tranh cúp truyền thống xã Bắc Lương lần thứ nhất năm 2022. Và cuối cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.